Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Chứng Thành múa võ karate chặt táo bằng tay. Để Việt Hương được nở mặt, Chứng Thành không ngừng ngại chứng tỏ nét đẹp mạnh mẽ của mình qua các thử thách của đàn ông phải thế. Ở tập 15 của chương trình, bốn cặp đôi Dương Mạc Anh Quân, Mâu Thanh Thủy, Xuân Hiển và Quỳnh Trang, Ngọc Tình và Kiều Diệp và Lê Trung Cương Khánh Ngọc sẽ vượt qua các thử thách để chạy đua đến ngôi vị đàn ông phải thế. Bên cạnh hai cặp đôi người mẫu Khánh Ngọc và Quỳnh Trang, những nữ nghệ sĩ từng tan vỡ trong hôn nhân cũng sẽ cất đi nỗi buồn và đón chào niềm vui mới qua chương trình. Bên cạnh cuộc tranh tài của bốn quý ông, MC Chứng Thành cũng nhiều fan bị Việt Hương đẩy vào nhiều tình huống bất đắc dĩ để đàn chị được nở mặt. Chứng Thành không ngừng ngại chứng tỏ nét đẹp mạnh mẽ của mình qua các thử thách của chương trình. Ở thử thách đầu tiên, nam MC mạnh dạn chặt tung trái táo chỉ bằng một nắm tay, khiến Việt Hương và các quý cô ngời ngời ngưỡng mộ. Không những thế, Chứng Thành còn cùng với các em thiếu nhi múa võ karate. Tuy nhiên khi biết mình phải đối đầu với cháu bé đã đạt đến tay đen, nam MC nhanh chóng cúi lại đầu hàng. Tập 15 tuần này có đến hai đội chơi đều là người mẫu, đó là Dương Mạc Anh Quân và Mâu Thanh Thủy, những thí sinh xuất thân từ Việt Nam Next Top Model mùa thứ tư. Bên cạnh đó, siêu mẫu Ngọc Tình và người mẫu Kiều Diễm cũng sẽ là một đội cùng cạnh tranh cho danh hiệu đàn ông phải thế. Vừa gặp các người mẫu, Chứng Thành và Việt Hương đã e dè cho chiều cao của chính mình. Đứng gần Ngọc Tình và Kiều Diễm, Chứng Thành chán ngán: cô Kiều Diễm này bỏ quốc ga còn cao hơn tôi khi đang mang giày. Mâu Thanh Thị cho biết mình cao 1m78, trong khi Dương Mạc Anh Quân có chiều cao 1m86,5. Việt Hương xót xa thú nhận, chiều cao của chị bằng một số lẻ của em mà thôi. Khi được hỏi, gắn bó với nhau đã lâu nhưng tại sao lại không tiến đến tình yêu, người mẫu Anh Quân cho biết vì Mâu Thị có tính đàn ông quá mạnh nên không thể yêu được. Chớp lấy cơ hội, Việt Hương mắt lim dim, thủ thị, chịu chị đi, tính chị phụ nữ lắm thì bị Chứng Thành vạch mặt, bỏ đi, chị có chồng rồi. Bị đàn em làm bẻ mặt, Việt Hương hờn trách: cuối năm rồi mà em cứ biến chị thành hàng quẹo lựa, hoài vậy Thành. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.